khoan đã giấy xác nhận ly hôn anh đem nộp đi cách nghĩ của anh không thay đổi anh thật sự không muốn chia tay em như vậy cho nên ly hôn giả rồi suy nghĩ lại đi suy nghĩ của tôi cũng không thay đổi đâu chính nhầm tuy là chúng ta đã kết thúc anh vẫn hãy làm người cha tốt của hiểu nhuận đây là yêu cầu cuối cùng của tôi không phải anh nói không biết gì về người đàn ông đó sao nhưng mà đây là cái gì tại sao anh lại có hình của anh ta và người nhà của anh ta nữa còn nói cái gì anh không biết để gạt em nữa chứ có đúng vậy không đúng vậy anh đã gạt em sao không những người đàn ông đó mà cả người nhà anh ta anh cũng điều tra giả giờ không biết gì cả đúng vậy anh đã nói dối em đó anh giả vờ không liên quan tới em không có chuyện gì cả anh cũng là đàn ông người phụ nữ anh yêu có người đàn ông khác em hỏi sao anh không làm sao được ngày nào anh cũng muốn giết chết tên đó rất là nhiều lần tối hôm đó vì cảm giác phản bội thậm chí còn muốn bóp cổ chị dâu của em nữa anh như vậy anh cảm thấy rất tội nghiệp cầm ghét anh như vậy anh không muốn cho em nhìn thấy bộ dạng của anh anh gạt em và nói với em nhưng mà hiền vũ những gì anh làm đều là vì muốn tốt cho em thôi hiền vũ à không cần không cần nói nữa xin lỗi anh em không biết anh lại mệt mỏi như vậy anh xin lỗi cho em nhìn thấy bộ dạng này của anh tại sao anh lại nói vậy chứ em xin lỗi anh chứ là anh buồn nhiều lắm em cũng không thể giúp anh gì được nữa xin lỗi gì chứ em ở bên anh chứ là sức mạnh lớn nhất rồi người xin lỗi phải là anh mới đúng nhưng mà mẹ à mẹ đã nói với ba chưa chuyện gì chuyện con làm đó họ họ trương đó mẫn châu mẹ nói với con rồi xóa bỏ chuyện đó ra khỏi ký ức của con ngay đi nhưng mà ba không có chuyện gì là không sao hết tại sao phải nói với ba chứ có phải không hả nghỉ ngơi đi bây giờ mẹ phải tới công ty rồi nếu như con muốn ăn gì thì kêu gì làm cho có biết không dì à tôi phải ra ngoài một chút đây dì hãy để ý tới mẫn châu dùng tôi có được không không sao cũng phải đi coi thử có biết chưa à, dạ tôi biết rồi Mẹ của Hiểu Nhuận không xứng với con trai của tôi đâu. Cô à, có chuyện gì vậy? Sao cô như vậy chứ? Phu nhân. Ơi trời, con gái của cô gặp chuyện như vậy, chắc là buồn lắm đều tại tôi vô dụng mới khiến con mình gặp chuyện như vậy tôi thực sự cảm thấy buồn lắm phu nhân cô làm gì mà vô dụng chứ trong xã hội gian nan như vậy một mình nuôi con khôn lớn đã là giỏi lắm rồi nếu như không có người mẹ vô dụng gặp được cha mẹ giàu có con gái tôi tài giỏi lại thông minh nhất định sẽ sống thật tốt. <laughs> Tại sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Cô đừng suy nghĩ như vậy. Nhìn cô thì biết phẩm chất con gái cô thế nào rồi. Nếu như nó có người mẹ giàu có, thì muốn đổi mẹ hay sao hả? <laughs> Nhưng mà phu nhân. <laughs> Cho nên là đừng khóc nữa nếu như con gái biết mẹ mình khóc vì mình như vậy chắc sẽ đau buồn lắm đó trong lúc này người làm mẹ càng phải dũng cảm hơn nữa <laughs> sắc à ờ à, cô chính nhậm tôi cũng không biết nên mua gì nữa nghe nói nó thay đổi không khí rất tốt cũng rất hợp để trong phòng bệnh cảm ơn anh ca sáo gì chứ nghe nói cô cùng với hiểu nhuận hai người sẽ đi mỹ sao ừ sắp phải đi rồi à, tôi có giúp gì cho cô được không vậy ở bên mỹ tôi có bạn bè làm bác sĩ đó nếu như cần tôi sẽ giới thiệu cho cô cảm ơn ý tốt của anh nhưng mà không sao đâu đã hỏi thăm viện điều dưỡng cho hiểu nhuận rồi chỉ cần rời khỏi là được ờ à, vậy sao Tôi chỉ muốn giúp đỡ có một chút thôi Anh đã giúp đỡ tôi nhiều thứ rồi Từ lần đầu gặp tôi đến bây giờ Thông cảm hoàn cảnh của tôi giúp đỡ tôi Tôi thật sự rất cảm kích anh Mới lần tới đâu Cũng đừng gặp chuyện buồn nữa Hy vọng cô sẽ hạnh phúc Ừ Anh cũng vậy nha Cái gì? Trong danh sách xuất ngoại có tên của hạt chính nhậm thật sao? Cậu làm gì thế nào vậy hả? Lỡ như cô ta đưa con của mình qua Mỹ đi sau đây hả? À, tôi sẽ tìm cách. Kêu người theo dõi Hiền Vũ. Hiền Vũ làm sao biết được Trương Vũ Anh ly hôn? Hàng chính nhậm muốn ra nước ngoài. Thông qua ai mà biết được? Hãy điều tra cho rõ, sao nó báo cáo cho tôi chuyện này phải làm sao mới được đây làm sao làm sao con biết chuyện này chuyện này không quan trọng xảy ra chuyện như vậy phải nói với con từ trước chứ tại sao mọi người cứ tự ý làm ra những chuyện như vậy vậy hả mọi người không biết suy nghĩ trước khi làm hay sao hả À, là vậy sao? Huệ Bần nói à, Nó sẽ xử lý tốt chuyện này, có phải không? À, không có chính dậm và chứng cứ à, Chỉ cần đưa con bé bị thương Và mẹ của nó qua Mỹ thì... Không thể đưa đi được Hả? Nếu như đưa qua Mỹ Nếu như con bé tỉnh lại Lỡ như con bé Sẽ khai ra thủ phạm chính là Mẫn Châu thì sao? Tới lúc đó, mày tính làm sao đây? Thôi nhưng mà nghe nói đó nó đã trở thành người thực vật không lẽ anh đã tỉnh lại được sao phải đề phòng lỡ như chứ đó là chuyện của mẫn châu vợ của con bởi vì con không phải là ba ruột của mẫn châu cảm thấy con không quan tâm con bé mẹ cũng thấy mà có khi nào mà con lên lại với mẫn châu đâu chứ tại sao cô ấy lại không chịu hiểu vậy cũng không phải thì chắc là nếu như con nói ra vợ con sẽ hiểu lầm cô mẹ hãy thay con thuyết phục cô ấy đi đừng để cô ấy đi qua mỹ ờ vậy thì làm vậy là cách tốt nhất thật sao điều quan trọng vào lúc này chính là phải bảo vệ mẫn châu trong mọi tình huống nếu như có chuyện gì xảy ra thì phải mau chóng ngăn cản nó nghĩ là ở bên sẽ tốt hơn mẹ biết rồi vì chuyện của mẫn châu mẹ sẽ cố gắng thuyết phục huệ bân mà <laughs> Chủ quản phải ra ngoài, kêu tài xế chuẩn bị xe đi. Dạ, giám đốc. <laughs> cô dứt giả rồi, cảm ơn cô nhiều. <laughs> không có gì dứt giả đâu ạ. À. Dứt giả của cô, tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Sau này phải nhờ cô rồi. Dạ, không cần lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Người đẹp trai là tốt như vậy Lại là chồng của người đàn bà xấu xa đó Tôi tin tưởng tượng Mẫn Châu Nhưng mà nếu như Phát hiện ở hiện trường có cái này thì tôi nghĩ là người khác sẽ yeah. quê bân à trời mẹ làm cô giật mình kìa giật mình cái gì hả con qua đây ngồi đi mau lên lại chuyện gì nữa sao nè yeah. Chúng ta muốn đưa mẹ con họ qua Mỹ, quỷ bỏ đi con. Có được hay không? Sao mẹ lại nói vậy chứ? Mẹ đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Đưa họ đến nơi xa xôi rất là nguy hiểm. Chính nhậm nhà đó ở đây càng nguy hiểm, không biết khi nào sẽ tỉnh lại đó. Bởi vậy mới nói. Nếu như ở nước ngoài xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao xử lý ngay được chứ? Chỉ bằng cứ giữ lại bên cạnh để coi chừng. Ừ? Nếu như có thay đổi gì thì sẽ lập tức xử lý ngay không phải sao? Ây trời, hiểu nhận rửa mặt xong càng đẹp hơn đó. Con đợi một chút nha, mẹ đi giặt khăn sẽ quay lại ngay. cô tới làm gì tôi có chuyện muốn nói đây đi tới chỗ khác nói chuyện tốt hơn là ở phòng bệnh của con cô đó cô nói gì bây giờ không cần qua mỹ nữa sao giống như tôi nói tôi nghĩ cô và vũ anh đã ly hôn là người xa lạ cảm thấy không cần thiết nữa không cần thiết phải bắt đứa bé bị bệnh đi xa như vậy cho nên không đi nữa cô nghĩ cho tôi nên mới làm vậy sao thì tôi cũng làm mẹ của người ta nghĩ tới chuyện cô ở nước mỹ xa lại có đứa trẻ cũng tội nghiệp cho nên mới tới đây để nói với cô là cô không cần đi nữa sao không thích chứ gì? tôi có quyền lựa chọn sao? nếu như tôi không muốn, đây cũng là điều kiện. hơn nữa là cho cô quyết định mà. cô rất tức giận à? tôi đơn thuần chỉ là có ý tốt. tại sao cô lại hiểu lầm? nếu như cô muốn đi Mỹ cũng không sao. nhưng mà, vì con gái cô không đi sẽ tốt hơn đó. <laughs> Chẳng phải em nói em không đi Mỹ hay sao? Tại sao? Phải cho hành lý chứ. Không đi Mỹ cũng phải rời khỏi đây. Chúng ta ly hôn rồi mà. Mẹ giờ cũng ở nhà bạn rồi. Em cũng không có chỗ để đi. Tôi định thời gian này ở nhà của Phụng Tiên. Nhà của Phụng Tiên? Không phải chỉ có một phòng tối sao? Vậy thì hai mẹ con sống sao được? Em đừng như vậy. Để anh tìm căn nhà cho em. Không cần đâu. Muốn tìm nhà tôi cũng sẽ dựa vào sức của mình còn nữa bây giờ tôi không phải là vợ của anh chị dâu à thật sự phải đi như vậy sao có thể không đi được sao đã ly hôn rồi không thể ở chung một phòng nữa mẹ à đã dọn đồ xong rồi chứ. Đừng nói để quên rồi tới lấy nữa, cứ đem đi hết đi. Có biết chưa tôi không muốn nhìn thấy bà cô nữa. Đồ của con chỉ có bao nhiêu thôi. Đồ của Hiểu Nhuận sau này sẽ... Đồ của Hiểu Nhuận cũng không cần phải lo. Máu mũ, nhà tôi, chúng tôi có thể lo được. Mẹ à, quyền nuôi dưỡng Hiểu Nhuận ở chỗ chị kia mà. Mặc kệ cái quyền nuôi dưỡng gì đó. Nếu Hiểu Nhuận chạy mất, chúng tôi cũng sẽ đưa nó về đây. Cô nên biết điều đó. Khi không có y tá ở đó Thì mẹ muốn tới đó Để mà đưa Hiểu Nhuận đi sao Mẹ thật sự muốn làm như vậy sao Cái gì Bất kể bây giờ hay sau này Với bà của Hiểu Nhuận cũng như vậy Không còn gì để mà có thể nói nữa đâu Con mong mọi người hiểu điều đó Ôi trời ơi, Đến cuối cùng Nó vẫn ăn đói lung tung mà Thật tức chết đi được Người nó lung tung là mẹ đó. Vì anh có lỗi nó mới ly hôn mà. Có cần nói chuyện vô tình với chị dâu như vậy không chứ? Mẹ thật là... Giờ đã là người xa lạ, còn tình cảm gì nữa? Hả? Giống như con đói, không phải dễ dàng hộp tan. Còn muốn hầu đó nữa sao? <cười> <cười> qua nghe chính nhậm, qua ngay cậu. <laughs> rất vui vì cậu đến <laughs> cảm ơn cậu phụng tiên <laughs> <laughs> ôi trời có đủ chỗ để hay không gấp trước thu dọn chỉ đóng được một ngăn thôi cuối tuần này mình dọn dẹp lại cho cậu thêm ngăn nữa có được không không cần đâu, cũng không có đồ đạc gì mà. Chắc là không phải chỉ có nhiều đó chứ. Không phải chỉ lấy một chút đồ đi hả? Hơi trời, chắc là tiết kiệm nhiều lắm đây. Sống mười mấy năm, chỉ có bao nhiêu đây đồ. Trời đất ơi, keo kiệt thiệt. Càng đơn giản thì càng tốt mà. Tốt cái gì mà tốt chứ. Nếu ly hôn rồi thì phải đòi chia một chút tiền gì chứ. Trời cậu thiệt tình. Bà của Hiếu Nhuận không có tiền, còn nợ tiền nhà thì rất nhiều đó Cậu còn, còn nghĩ cho anh ta hay sao Trời ơi Ôi, Đúng là lương thiện quá mất rồi là mình tức chết đây nè à, Trời tức chết mất tôi Mình phải uh, hạ quả đi ra đi một vòng đây Ơi Trời tiệt tình Chính dặm con vẫn khỏe chứ, À, mẹ à con đây con vừa mới tới nhà của phụng tiên à, tới rồi sao thật sự rất cảm kích và có lỗi với phụng tiên lúc này nếu như mẹ có nhà cũng không cần phải để con gái tới nhà người khác ở mẹ xin lỗi vì không có khả năng đó tại sao mẹ lại nói như vậy chứ bất luận ai nói gì mẹ cũng là người mẹ tốt nhất của con sau này con sẽ không làm mẹ buồn nữa con sẽ sống thật tốt được rồi con gái của mẹ sau này chỉ có chuyện tốt thôi cho nên hãy cố lên đối với mẹ mà nói thì con là đứa con gái tốt nhất mẹ yêu con con gái của mẹ <laughs> con cũng vậy con cũng yêu mẹ うあ。<Yeah. S 2> <laughs> Sao lại nhìn tôi như vậy chứ Cậu chủ à Tới giờ không có người làm Chúng ta phải ăn bánh mì cho đến bao giờ nữa đây Bắt đầu từ ngày mai chính nhậm sẽ tới đây H Hàng chính nhậm Không phải cô ấy ly hôn Rồi ra nước ngoài rồi sao Không đi nữa rồi Nói là vẫn đang tìm công việc như trước đây Tôi nói là tới đây làm đi uhm? Anh thấy thế nào thật sao? Dạ, dạ cảm ơn, cảm ơn nhiều ạ. À. Hiểu nhuận à, hai chỗ làm của mẹ đều cho mẹ về lại rồi, tốt có phải không? Cũng phải tìm một diện điều dưỡng tốt cho Hiểu nhuận nữa, hả? Hiểu nhuận, bà tới rồi đây. Viện điều dưỡng Bạch Giang Chỗ đó có chỗ thật sao Nhờ tiền bố quen biết giúp đỡ Khó lắm mới tìm được một phòng bệnh đó <laughs> Nếu có thể tới viện điều dưỡng đó thì tốt quá rồi Chỗ đó không xa điều kiện cũng tốt Viện điều dưỡng gần đây đều không có chỗ nào Tôi rất lo lắng Thật sự là tốt quá Cảm ơn anh nha Cảm ơn gì chứ Đây đều là gì hiểu nhuận thôi Nói với chính nhậm rồi sao Đúng rồi Không cần để cô ấy biết là em tìm được rồi Sẽ làm cô ấy tức giận thôi <laughs> Cảm ơn gì chứ Là con của anh mà Đương nhiên em phải giúp đỡ Về phía gì điều dưỡng Thì em đã liên lạc xong rồi Không có chuyện gì đâu Anh đừng lo nha Được rồi Phải rồi chuyện đã như vậy thì cứ giống như mẹ nói chi bằng giữ lại bên cạnh theo dõi sẽ tốt hơn đây là đồ có Hiếu nhuận mà em cần anh đã đem tới rồi ờ à, cảm ơn anh còn nữa vì phí gì đều dưỡng của Hiểu Nhuận Anh sẽ tìm cách giải quyết Em không cần lo lắng Cũng không phải con số nhỏ Sao để mình anh lo được chứ Tôi cũng sắp đi làm lại rồi Nên cũng sẽ phụ trách một nửa Em làm công được bao nhiêu tiền Tiền đi làm công trả tiền nhà sinh hoạt phí Tôi cũng có thể lo được Vậy nên anh không cần phải lo lắng Vậy anh đi về đi không thể nói là huệ bân đã trả hết tiền viện phí có thể cùng làm việc với cô là quá tốt rồi cô hàng chính nhầm cảm ơn anh còn nữa tôi có thể tiếp tục làm người giúp việc thật sự rất cảm ơn à về chuyện đó cậu chủ của chúng tôi à nào 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 đã quay từ trước rồi còn hỏi cái gì nữa bây giờ bắt đầu làm việc đi được thôi <laughs> nè Tôi đã nói ra ngoài đừng có kêu tôi là thiếu gia rồi mà Tôi là con nít sao Đó đây là cậu chủ Không được kêu là cậu chủ thì là gì chứ à... Cậu kêu tôi là thiếu gia nữa thì sẽ biết chúng ta có quan hệ gì đó Rồi sau đó cô ta sẽ biết anh hai tôi lại Chị dâu tôi lại Và sau đó thì Tóm lại Cậu đừng kêu tôi là thiếu gia nữa Có biết chưa Vậy kêu là gì đây Anh Jack hả Anh hai Jack Mr. Jack Mr. Z. Tôi cảm thấy Trên đời này mẹ là người tốt nhất So với trời cao biển rộng Vẫn thích nghĩ đến mẹ thôi Nhắc đồ dài lên và nhảy nhảy nhót đi nhảy lên đi hiểu nhuận cả thế giới này sẽ cùng nhảy lên ôi trời ơi cô giáo ôi trời ơi ai đây không phải phụng tiên sao cô cũng tới đây làm từ thiện hả <laughs> không phải vậy đâu thực ra thì người thực chất sao thời gian qua không có liên lạc mẹ tưởng là gì buồn chuyện gì khác nghe nói con gái xảy ra chuyện rồi mẹ thật sự cảm thấy cũng buồn lắm mẹ chắc mẹ thấy buồn lắm à, tâm trạng mẹ như vậy tâm trạng của cô ấy như thế nào đây hay là con tìm cách giúp cô ấy nha cô ấy không phải là người dễ chấp nhận sự giúp đỡ của người khác đâu mẹ nghĩ làm sao có thể giúp được con bé nếu như cần sự giúp đỡ thì mẹ sẽ nói cho con biết dạ mẹ cứ nói bất cứ lúc nào cũng được mẹ quan tâm tới người khác như vậy nếu như con có thể giúp đỡ thì con thật sự sẽ giúp mẹ mẹ yên tâm đi Nè Cái đó không phải là điện thoại của Hiểu Nhuận sao Ừ Mình đã nhờ cô giáo của Hiểu Nhuận Đừng nói về tình trạng Cô Hiểu Nhuận cho bạn học biết đó Nhưng mà giờ đã tới diện điều dưỡng rồi Mình nghĩ Hiểu Nhuận Cũng rất muốn gặp lại các bạn Vậy cậu muốn liên lạc với bạn của Hiểu Nhuận sao Ừ Đông Hi à, M mình biết rồi con đi gặp bạn một chút rồi về sau nha trễ lắm rồi để mai gặp đi một chút thôi mà mẹ mẹ biết rồi đi đừng cẩn thận nha dạ cậu làm sao vậy bây giờ những thứ này đều vô dụng nếu như mình ngăn cản hiểu nhuận không cho nó đi gặp bạn Nói không chừng hiểu nhận cũng sẽ không bị thương Mình vẫn nghĩ như vậy Chính nhầm bà thôi đi <laughs> Mình đã hứa hiểu nhận là sẽ không hối hận Sẽ kiên cường Mình lại như vậy nữa <laughs> Số bên quý khách gọi hiện không liên lạc Xin hãy kiểm tra lại sau Sao vậy? nói là không có số này là người bạn mà hiểu nhận gặp sau khi gặp tai nạn đó nói là không có số này là sao chứ di dân hả ờ, hôm hiểu nhường và tôi gặp chuyện có gọi điện thoại với đứa bé tên đông hi mà không lâu sau khi hiểu nhường gặp chuyện con bé rời khỏi ba đó trước rồi à, trước đây đã chuẩn bị di dân trước vậy sao ờ, bởi vì con bé là người liên lạc sau cùng với hiểu nhuận tôi rất muốn gặp mặt cho nên là mới tới đây đó hôm xảy ra chuyện tại sao lại phải gặp mặt ở trường học chứ tôi cũng thấy hơi lạ nữa ờ chuyện đó tôi cũng biết sau khi xảy ra chuyện tôi có hỏi đông Hy. Đông Hy thì buồn vì chuyện phải đi di dân, cho nên đã gặp mặt Hiểu Nhuật để trò chuyện. Ờ. Ừ. Hiểu Nhuật nói có chuyện cần phải suy nghĩ, cho nên con bé đi trước. Sau khi nói chuyện xong, Đông Hy đã đi về trước rồi. Rốt cuộc mình suy nghĩ cái gì đây? Tôi đã nói với mẹ của Hiểu Ngượng những gì mà anh dạy cho tôi. Cô giáo dứt giả rồi. đã biết xảy ra chuyện lớn. Nhờ con làm người cha tốt của Hiểu Nhuận. Quan hệ của con và Quậy Bân, Hiểu Nhuận cũng đã biết rồi. Nếu như mẹ của Hiểu Nhuận biết được, sẽ càng tức giận hơn nữa. Lúc cô ấy biết được, <laughs> Ừ. Con dâu à Mẹ hiểu rồi Con dâu Anh mới nói cái gì Chừng đó Chừng đó Anh đã nói cái gì hả